chào mừng các bạn quay lại với chương trình đánh giá xe của chúng tôi. Và ngày hôm nay, người bạn đồng hành của chúng ta chính là chiếc Subaru Forester. Và vào ngày 15 tháng 5 vừa qua, Subaru Việt Nam đã vừa cho ra mắt phiên bản mới của dòng xe Subaru Forester. Đó chính là chiếc Forester GT Edition. Và nếu nhìn tổng quan bên ngoài thì chúng ta sẽ thấy có một sự khác biệt khá là đáng kể. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem là chiếc Subaru Forester GT Edition này đã có những gì thay đổi để mang lại những cảm nhận mới cho khách hàng Việt Nam. Xin mời. Ở ngay phía phần đầu xe thì chắc chắn là các bạn đã dễ dàng nhận ra được sự khác biệt ở trên mẫu xe Subaru Forester GT Edition này. Đó chính là nhờ phần lip ở phía trước đã được độ thêm một cái body kit ở đằng trước, tạo cảm giác dày dặn hơn cho phần đầu xe khi chúng ta nhìn từ phía trước này lại. Đấy chính là điểm nhấn ở phần đầu xe. Và ngay sau đó thì đi ngang đến phần hông xe thì các bạn có thể nhận ra ngay được rằng là bộ vành la răng cũng đã được thay đổi thiết kế mới, với cái logo GT đặt ở chính giữa cùng với cái họa tiết thiết kế là dạng 5 chấu kép mỏng hơn, thể thao hơn, nhằm để phô diễn được cái khối phanh ở bên trong. Tuy nhiên tôi hơi tiếc một chút là phanh zin của chiếc xe Subaru Forester thì vốn khá nhỏ, cho nên là mặc dù bộ vành bên ngoài đẹp nhưng lại hơi lộ một chút ra là cái bộ phanh đĩa ở trong nó hơi nhỏ. Cho nên đấy là điều rất là đáng tiếc ở trên mẫu xe này. Ngoài ra thì ở trên mẫu Subaru Forester iSize mà trước đây chúng tôi đã từng đánh giá thì xe sẽ chỉ có camera cặp lề ở bên tay phải này mà thôi. Tuy nhiên ở trên phiên bản GT Edition này thì Subaru Forester đã được nâng cấp lên là sử dụng cái hệ thống camera 360 độ toàn xe và có giả lập ở không gian xung quanh xe, giúp các bạn có thể quan sát được cái chướng ngại vật ở xung quanh dễ hơn, tiện lợi hơn khi chúng ta lùi xe. Và tiếp theo đó thì đi xuống phần phía đuôi phía sau. Ở phần phía sau của chiếc Subaru Forester GT Edition này, các bạn cũng có thể thấy rằng là chiếc xe cũng đã được lắp thêm một bộ cản sau mới, cũng làm cho phần đít xe có phần bệ vệ hơn, trông có hoành tráng hơn. Và bên cạnh đó thì cái ống xả này cũng đã được thay sang một cái ốp ống xả mới, tròn hơn, bầu hơn và trông cũng có phần dày dặn và tạo cảm giác mạnh mẽ hơn cho chiếc xe này khi nhìn từ phía sau. Và thêm nữa ở đây, mặc dù ở trên Forester thì đã có sẵn một cái đuôi gió gắn liền với thân xe rồi, nhưng ở phiên bản GT Edition thì chúng ta sẽ có thêm một cái ốp đuôi gió nữa ở trên, tạo thành một cái lớp gọi là đuôi gió 2 tầng cho mẫu xe này khi nhìn từ phía sau. Đây là những cái điểm thay đổi mà tôi nghĩ rằng là tuy là nhỏ thôi nhưng nó tạo ra một cái vẻ ngoài có phần dày dặn và bề thế hơn cho mẫu xe Subaru Forester GT Edition. Và ngay cả ở bên trong xe thì ngay bây giờ chúng ta cũng sẽ vào để xem ở phiên bản GT Edition này Subaru Việt Nam đã đưa thêm những nâng cấp gì cho mẫu xe này. Đây chính là không gian nội thất ở bên trong mẫu xe Subaru Forester GT Edition. Và dễ dàng có thể nhận ra rằng là nếu như trước đây thì mẫu xe này chỉ được trang bị là ghế bọc da màu đen, thì hiện nay ở trên phiên bản GT Edition, để tăng tính thể thao cũng như là một trải nghiệm mới cho khách hàng, Subaru Việt Nam đã trang bị cho chiếc xe này là hệ thống ghế bọc da hai màu với đen và ghi kết hợp với nhau, tạo một cảm giác nó thể thao hơn, nó mạnh mẽ hơn và nó tạo sự khác biệt so với những phiên bản trước đây. Ngoài ra thì tôi sẽ ngồi vào đây một chút để nói kỹ hơn. Đó chính là một cái thay đổi rất là lớn mà trước đây tôi đã từng chê ở trên Subaru Forester, đó chính là ở cái màn hình cảm ứng ở vị trí trung tâm. Nếu trước đây thì nó là một cái màn hình vuông và có cái trải nghiệm khá là kém, bởi vì do cái cảm ứng chậm rồi các thứ xử lý nó chậm. Thì hiện nay trên phiên bản này thì chiếc xe Subaru Forester GT Edition đã được thay thế một cái màn hình khác của Panasonic theo lời quảng cáo của nhà sản xuất. Và theo tôi đánh giá ở tại đây khi đang sử dụng thì nó cho một chất lượng hình ảnh tốt hơn, chi tiết sắc nét hơn, rồi màu sắc cũng tươi tắn hơn. Ngoài ra thì cái hoạt động về cảm ứng nó cũng mượt mà hơn rất là nhiều. Và đây chính là một cái thay đổi mà tôi đánh giá là rất là lớn ở trong nội thất của mẫu xe này, cải thiện được cái trải nghiệm của khách hàng khi vận hành một mẫu xe như là Subaru Forester, và đặc biệt là ở phiên bản GT Edition. Như vậy thì là tôi đã vừa giới thiệu với các bạn tất cả những cái sự thay đổi ở trên phiên bản GT Edition của dòng xe Subaru Forester. Và cái mức giá của cái phiên bản này thì theo tôi được biết là nó sẽ cao hơn so với phiên bản Subaru Forester iSize là 78 triệu đồng. Đấy, và các bạn có thể sẽ cân nhắc là nên mua một chiếc bản iSize hoặc thêm một chút tiền để lên ngay phiên bản GT Edition với những cái trang bị mà theo tôi đánh giá là nó đẹp mắt hơn, tiện nghi hơn và tạo cảm giác hiện đại hơn. Tất nhiên với những cái người mà đang sở hữu sẵn một chiếc xe Forester rồi chẳng hạn, thì theo tôi được biết là trong tương lai có thể nhà sản xuất sẽ cung cấp cái gói GT Edition này riêng để các bạn có thể nâng cấp chiếc xe cơ bản của mình lên thành một chiếc GT Edition như vậy. Tuy nhiên đấy là câu chuyện của tương lai. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi đánh giá cái cảm giác lái mà chiếc xe này sẽ mang lại cho chúng ta như thế nào. Thank you.
Hiện nay thì như các bạn đang thấy thì tôi đã lái chiếc Subaru Forester GT Edition này rồi. Và cung đường tôi lựa chọn ngày hôm nay để đánh giá cái mẫu xe này đó chính là cung đường đi từ Hòa Bình lên đèo Đá Trắng. Đó, bởi vì là với một cái mẫu xe mà sử dụng máy Boxster rồi hệ thống dẫn động 4 bánh đối xứng SAWD của Subaru mà lại để đi trong phố không thôi thì sẽ rất là phí và sẽ không thể nào hiểu được hết cũng như là cảm nhận được hết cái chất của cái xe này. Nên tôi nghĩ rằng là cái cung đường đèo, đường núi phía Tây Bắc này nó sẽ phù hợp hơn để chúng ta đánh giá một cách kỹ càng hơn về khả năng vận hành của mẫu xe này. Rồi cho lúc chờ để đi giai đoạn đấy thì tôi sẽ nói sơ qua một chút về cảm giác cầm lái cũng như chân ga, vô lăng của mẫu xe này. Thì đó chính là việc là cái vô lăng của mẫu xe này mặc dù trợ lực điện nhưng rất là đầm và rất là nhạy. Nếu so sánh với các đối thủ khác, ví dụ như là Honda CR-V hoặc là Mazda CX-5 thì cầm lái của một chiếc Forester, cái vô lăng nó mang lại cảm giác rất là chân thật, rất là sướng, đặc biệt là với những ai thích cảm giác lái, nó có cái sự đầm chắc rất là ấn tượng đi ở mọi giải tốc độ luôn. Còn chân ga của mẫu xe này thì hơi nặng một chút, nó thật là hơi nặng một chút, nhưng mà cũng không sao. Hơi nặng một chút thì chúng ta sẽ kiểm soát được cái lực chân ga tốt hơn, dẫn đến việc là chúng ta sẽ kiểm soát được tốc độ của xe tốt hơn. Và ngoài ra thì như các bạn đã biết thì hiện nay Subaru Forester được phân phối tại Việt Nam với động cơ là 2.0 máy Boxster đặt nằm ngang cùng với hộp số vô cấp CVT. Và tất nhiên rồi, để có chất thể thao của Subaru thì sẽ không thể thiếu cái việc là trang bị lễ ghi số ở vô lăng ở đây. Đấy, rất là thể thao. Và một lát nữa khi đi đoạn đường đèo thì tôi sẽ nói về cái sự thuận tiện của việc sử dụng lễ ghi số vô lăng nó như thế nào và khi kết hợp với hộp số CVT ở trên xe thì nó sẽ ra sao. Đó. Rồi, bây giờ thì tôi sẽ nói thêm một chút nữa, đó chính là việc Subaru Forester sẽ có 5 chế độ lái khác nhau. Tôi cứ tạm chia ra là 5 đã. Thứ nhất đó là chế độ Intelligent. Ở đây tức là nó sẽ cho chúng ta một cái vòng tua máy nó rất là thấp, loanh quanh đâu đó đều đặn ở giải khoảng từ 1.000 cho đến 1.200 nếu đi đều chân ga và tăng tốc nhẹ nhàng. Nó sẽ giữ rất đều ga, đấy là đặc trưng của hộp số CVT, sẽ không có cảm giác sang số đâu. Mọi thứ đều rất êm ái, chậm rãi và rất là thích, mượt mà. Đó. Thứ hai đó chính là chế độ S. S ở đây tôi nghĩ chắc là Sport. Thì ở cái chế độ này thì vòng tua sẽ được đẩy lên cao hơn một chút, nó lên đến cỡ trên 1.500 cho đến gần 2.000 tùy theo cái mức chân ga của bạn. Và ở chế độ S này thì chân ga nó cũng sẽ nhạy hơn, hơi nhích một chút thôi mà thấy vòng tua nó đã tăng khá là đáng kể rồi. Đấy là cái sự khác biệt giữa hai chế độ này. Ngoài ra thì ở trên cái Subaru Forester này thì nhờ có hệ dẫn động 4 bánh cho nên là nhà sản xuất đã trang bị thêm một cái nữa gọi là X-Mode. Với cái X-Mode này thì chúng ta sẽ lại có thêm 3 chế độ nữa. Một là chế độ Normal, bình thường, lái đi phố bình thường hoặc là đi đường trường. Và thứ hai đó là chế độ Snow Dirt. Và thứ ba đó là chế độ là Deep Snow Mode. Tức là để chuyên chạy đường tuyết rất trơn và chạy bùn. Thì với hai cái chế độ này thì ở Việt Nam tôi nghĩ rằng với cái thời điểm mùa thời tiết mùa hè này thì hơi khó để tìm địa điểm để test, cho nên là tôi sẽ chỉ giới thiệu như vậy thôi. Và với hai chế độ này thì chúng ta sẽ kích hoạt thêm được một cái nữa là cái tính năng hỗ trợ đổ đèo của chiếc xe. Đó, nên chúng ta sẽ nói vào trong một cái bài khác, một cái video khác. Hôm nay thì chúng ta sẽ chỉ nói về cái cảm giác lái, cảm giác vào cua rồi tăng tốc của mẫu xe này khi sử dụng trên những cái cung đường mà nó thực sự đúng với khả năng vận hành của mẫu xe. Rồi, chúng ta vẫn đang trên đường đi lên về phía đèo Đá Trắng. Thì như nãy tôi đã nói về sơ qua về cảm giác lái của vô lăng cũng như là chân ga rồi. Thì ngoài ra sẽ có một cái điều nữa mà tôi nghĩ rằng cũng sẽ cần phải khen đối với mẫu xe Subaru Forester này. Đó chính là việc ở khả năng cách âm của mẫu xe này. Theo đánh giá cá nhân của tôi thì nó cũng khá là tốt và ấn tượng ở trong phân khúc so sánh với các đối thủ khác. Nó cách âm gầm khá là tốt. Ngoài ra thì cái phần cách âm thân vỏ thì mặc dù cái lớp vỏ rất là dày nhưng mà thực ra cái tiếng ồn chủ yếu ở trong xe tôi nghĩ rằng là do tiếng gió từ bên ngoài bị lọt vào trong thôi chứ không phải là từ dưới gầm lên. Và nếu các bạn đi dưới 60 km/h thì tiếng ồn không đáng kể, nhưng mà đi nhanh hơn một chút thì sẽ bắt đầu cảm nhận được là có tiếng ồn từ bên ngoài vọng vào. Đấy chính là cái điều mà tôi nghĩ là các bạn sẽ cần phải quan tâm khi tìm hiểu về mẫu xe Subaru Forester này. Rồi, và bây giờ hiện nay thì tôi đang trên một đoạn đường đèo để lên dốc đây và đã chuyển sang chế độ S rồi. Vòng tua thì lúc nào cũng sẽ ở ngưỡng khoảng độ gần 2.000. Đó. Và hiện nay thì tôi sẽ giải đáp cái thắc mắc của mọi người rằng là với một chiếc xe như Subaru Forester mà lại được trang bị động cơ 2.0 lít thì liệu có yếu khi tăng tốc ở trên đèo hay không?
thì tôi sẽ phải nói luôn là không. Bởi vì là đấy, tôi vừa tăng tốc vừa vượt một chiếc xe xong, rất là nhẹ nhàng, vừa phải đi qua được. Và ở chế độ S, đạp chân ga hơi mạnh hơn một chút, thì tất nhiên là chúng ta sẽ cảm nhận được một chút xíu độ trễ của cái hộp số CVT. Nhưng mà cái việc vượt nhau trên đèo hoặc là chở đủ tải hiện nay là trên xe đang 4 người chẳng hạn, và để đi qua những con đèo của Việt Nam thì tôi nghĩ rằng không phải vấn đề. Đi khá là ngọt là khác. Đặc biệt là khi mà các bạn, một lát nữa tôi sẽ nói thêm là với cái hệ thống dẫn động của mẫu xe này nữa, nó kết hợp với nhau thì nó sẽ tạo cái sức đẩy cũng như là sức kéo cho chiếc xe khá là ổn khi chúng ta đi ở trên đèo. Đó. Rồi, và một lát nữa đến những đoạn cua ở trên đèo thì chúng ta sẽ hiểu hơn một chút và những cái điều tôi muốn nói về cái hệ thống dẫn động bốn bánh ở trên mẫu xe này. Với những cái đoạn đường đèo như vậy thì tôi vẫn khuyến cáo các bạn rằng là hãy tận dụng cái lẫy gảy số vô lăng ở trên xe. Nếu như các bạn có một chiếc xe được trang bị lẫy gảy số vô lăng giống như là Subaru Forester. Bởi vì là với những cái đoạn như nãy tôi vừa nói đấy, là vượt ở ngay trên đèo chẳng hạn, tầm nhìn tốt, thì nếu vượt thông thường thì vẫn vượt rất là đơn giản. Nhưng mà nếu mà trong trường hợp là cần phải vượt gắt và vượt gấp, cần phải đi nhanh qua chẳng hạn, thì cái lẫy gảy số vô lăng ở phía sau này nó sẽ rất là thuận tiện. Bởi vì chúng ta có thể gảy cái lẫy ở bên tay trái về một số và tăng được sức kéo của động cơ, giúp cho chúng ta vượt một cách dễ dàng hơn. Mặc dù ở trên Subaru Forester là hộp số vô cấp CVT, thì cái việc chúng ta gắn lẫy gảy số này nó cũng chỉ là giả lập thôi. Nhưng cái việc giả lập lẫy gảy số này nó lại giúp cho cái động cơ là tăng được vòng tua và tăng được sức kéo khi trong những cái pha mà cần phải vượt gấp như vậy. Do đó là tôi rất thích cái việc một chiếc xe như là chiếc xe này chẳng hạn, Forester này chẳng hạn, có cái lẫy gảy số này, nó khiến cho tôi thấy linh hoạt hơn rất là nhiều khi chạy đường đèo, chủ động trong những cái pha tăng tốc để vượt những cái xe đi đằng trước. Đấy chính là cái điều thú vị mà tôi muốn nói với các bạn khi vận hành một mẫu xe có lẫy gảy số vô lăng như là Subaru Forester này. Có một cái điều nữa mà tôi rất thích ở trên chiếc Subaru Forester này, đó chính là việc dòng xe này ở phiên bản cao cấp như là iSide hoặc là GT Edition này này, thì nó sẽ được trang bị thêm hệ thống an toàn mang tên gọi là iSide luôn. Với cái hệ thống này thì chúng ta sẽ có hàng loạt những tính năng an toàn hiện đại chủ động luôn, cực kỳ hay mà tôi rất là thích. Thứ nhất là chúng ta sẽ có kiểm soát hành trình chủ động. Thứ hai sẽ có hệ thống cảnh báo va chạm sớm. Thứ ba sẽ có hệ thống phanh khẩn cấp tự động. Và thứ tư chúng ta sẽ có cả hệ thống cảnh báo làn đường. Với bốn cái tính năng này của cái iSide thì tôi thấy rằng là nếu chỉ đi trong phố thì chúng ta sẽ không thể nào cảm nhận được hết cái sự hiệu quả của nó, mà đôi khi nó còn mang lại một chút gì đấy hơi phiền phức. Bởi vì trong phố đông và lại rất hay gặp tình trạng là xe tạt ngang tạt ngửa chẳng hạn, thì hệ thống iSide sẽ kích hoạt liên tục và cái tạo cái cảm giác khó chịu cho người ngồi trong xe. Thế nhưng khi các bạn sử dụng mẫu xe này đi ở trên đường trường, ví dụ như tôi đang đi ở trong đây chẳng hạn, đó các bạn thấy không, nó tự phanh hoàn toàn luôn. Và khi tôi đã kích hoạt hệ thống Cruise Control hay còn gọi là Adaptive Cruise Control, kiểm soát hành chủ động ở trên mẫu xe này, thì tôi đang set tốc độ là 50 km/h, thì chiếc xe sẽ duy trì tốc độ tối đa cũng chỉ đến 50 km/h mà thôi. Bên cạnh đó thì hai cái camera đặt ở phía trên này này, đây có hai camera, nó sẽ ghi nhận tất cả những chướng ngại vật ở phía trước và đánh giá khoảng cách xem là gần hay xa, và chiếc xe sẽ tự động giữ khoảng cách an toàn với cái chướng ngại vật ở phía trước thông qua cái việc là chúng ta có thể điều chỉnh khoảng cách an toàn ở ngay trên vô lăng, chúng bấm ở đây rất là thuận tiện. Và nếu trong trường hợp là đang đi mà phía trước giảm tốc độ thì chiếc xe Subaru Forester này cũng tự động giảm tốc độ theo và có thể dừng hẳn. Nếu trong trường hợp mà phía trước phanh đột ngột mà dừng gắt luôn thì chiếc xe cũng sẽ phanh gấp theo để dừng. Và đấy chính là những yếu tố cực kỳ an toàn mà các bạn sẽ thấy là nó giá trị như thế nào khi chúng ta đi trên đường trường. Bởi vì ở tốc độ cao 60, 70, 80 km/h thì chỉ một chút sơ suất nhỏ của chúng ta cũng có thể dễ dàng gây ra một vụ va chạm rất đáng tiếc, và đấy là điều không ai mong muốn cả. Đó. Và bên cạnh đó thì thêm một cái nữa là cái tính năng hỗ trợ cảnh báo làn đường, thì nó sẽ nhắc nhở khi các bạn là có hơi lơ đãng đánh lái lệch sang phát, nó sẽ có tín hiệu báo và hiển thị thông tin thông báo ở ngay trên màn hình ở đây là đã xe lệch làn đường và hãy đánh lái lại. Tôi hơi tiếc một chút là cái xe Subaru Forester này không có thêm cái tính năng là hỗ trợ giữ làn đường nữa. Nếu mà có thêm cái đấy nữa thì chiếc xe này sẽ gần như là hoàn hảo, sẽ là hoàn hảo. Và có cái công nghệ đấy tôi nghĩ là sẽ phải tương đương với những chiếc xe của Volvo, rất là an toàn. Đấy. Và thật sự là nếu sở hữu Subaru Forester thì đi đường trường các bạn nên sử dụng iSide, nó sẽ an toàn hơn rất nhiều. Còn trong phố thì tôi vẫn thường tắt đi cho nó đỡ phiền. Rồi bây giờ thì hiện nay chúng ta đang đi vào địa phận của Tân Lạc rồi, sắp đến đèo Đá Trắng. Và bắt đầu từ đây thì sẽ có nhiều những đoạn cua đèo hơn, thì tôi sẽ nói một chút về cái cảm giác
của chiếc xe này khi bắt những cái cua ở trên đường đèo nó sẽ thú vị như thế nào. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Rồi, hiện nay thì chúng ta đã đang lên trên đường đèo để về phía đèo Đá Trắng. Thì như nãy tôi đã nói với các bạn rồi đấy, thì là chiếc xe Subaru Forester thì được trang bị động cơ là Boxster và hệ thống dẫn động 4 bánh đối xứng toàn thời gian SAWD, rất là thích. Và như từ nãy giờ tôi trải nghiệm mẫu xe này thì với những cái pha đánh lái để bắt cua trên đèo, những đoạn đèo phía trước chẳng hạn, thì thật sự là nó rất là tròn lái. Thật là rất là khó để tìm cái từ đấy để tả được cái cảm giác khi bắt cua cùng với cả chiếc xe này. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đó là một cái cảm giác tròn lái mà rất là cân xe, rất cân đối, đúng như cái tên là dẫn động 4 bánh đối xứng toàn thời gian, rất cân xe. Đó, các bạn lựa chọn một tốc độ phù hợp, hiện nay tôi đang đặt là khoảng 45 km/h và bắt cua ở trên đèo thì rất hợp lý luôn. Người trong xe không bị cảm giác là văng và người ngồi lái cũng rất là thoải mái. Chiếc xe thì rất là ngọt khi ôm những đoạn cua như vậy. Tất nhiên là với những đoạn cua gắt hơn thì chúng ta sẽ phải giảm tốc độ xuống hoặc là phải lấy cua rộng ra. Nhưng mà về cơ bản trên những cái đoạn đường cua ở đường đèo từ Hòa Bình lên đến đèo Đá Trắng như tôi vừa đi lúc nãy thì chiếc xe này đáp ứng hoàn toàn, rất là hiệu quả và mang lại cảm giác rất là thoải mái khi vận hành. Và đặc biệt là kể cả những người ở bên trong xe cũng như vậy. Vâng, và để chứng minh cái hiệu quả của hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian mà đối xứng của Forester thì hiện nay tôi đã đặt sẵn một cái cốc nước ở đây, được rót gần đầy thôi, thế không phải đầy hẳn nhưng là gần đầy. Và bây giờ chúng ta sẽ đi trên đường đèo để xem là cái độ ổn định của thân xe nó như nào. Và có thể quan sát được ngay là cái việc hiệu quả của hệ thống dẫn động 4 bánh nó có làm cho chiếc xe ổn định hay không, bằng cách là nếu chiếc xe có độ văng ở tốc độ là hiện nay đang đi là 40 km/h để lên đèo, thì nếu mà nước văng ra ngoài khi úp cua này thì tức là hệ thống hoạt động cũng bình thường thôi. Còn nếu mà nó không có nước trôi ra ngoài thì tức là hệ thống hoạt động rất là hiệu quả. Đó. Và các bạn có thể nhìn thấy này, theo lực quán tính thì nước có nghiêng sang các thứ nhưng mà cũng không bị văng ra ngoài. Mặt nước dao động cũng rất là ổn định. Đấy, không hề có nước văng luôn. Đều ga ở 40 km/h và bắt cua ở trên đèo. Chúng ta có thể thấy rằng là nước ở trong cái cốc này khá là ổn định, nó có rung lắc rất nhất định do điều kiện mặt đường các thứ nữa. Nhưng về cơ bản là ở những khúc cua thì là cái thân xe được kiểm soát tốt, cho nên là cái lượng nước ở bên trong cũng không bị văng ra ngoài. Đó, có thể có một chút sóc, có thể có một chút khi đi qua những cái đoạn đường gồ ghề, nhưng cơ bản là nước rất ổn định ở bên trong cái cốc đấy. Vâng, như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong một quãng đường để trải nghiệm mẫu xe Subaru Forester GT Edition này. Và có thể thấy rằng là mẫu xe này là một chiếc crossover chạy trong đô thị có thiết kế khá là thực dụng. Thêm vào đó, ở những cái chi tiết được bổ sung thêm của phiên bản GT Edition thì mẫu xe này mang một hơi hướng nó mạnh mẽ hơn này, rồi khỏe khoắn hơn và có một cái gì đấy nó cá tính hơn. Và chưa kể đó là những cái tiện nghi bên trong. Theo đánh giá cá nhân của tôi thì Subaru Forester GT Edition vẫn là một mẫu xe mang lại trải nghiệm lái hoàn hảo dành cho những người yêu thích cảm giác lái. Bên cạnh đó thì đây cũng là một trong số ít những mẫu xe có những trang bị an toàn chủ động một cách đầy đủ nhất phân khúc hiện nay. Ngoài ra về mặt giá bán thì mẫu xe này cũng không phải là quá đắt nếu chúng ta đặt lên bàn cân để so sánh về gồm có tiện nghi, thiết kế cũng như là những trang bị an toàn chủ động, và chưa kể đến là cảm giác lái rất đặc trưng của Subaru Forester. Vâng, và chương trình đánh giá xe của chúng tôi sẽ kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.